Virus cho người. Hôm nay mình đang hiện tại đang ở xưởng để đánh giá tiếp về một chiếc BMW. Mình là 5202. Nay đang ở xưởng để đánh giá chi tiết về một chiếc BMW 320i đời từ 91 đến 98 thế hệ E36. Một cái chiếc sedan đời cổ mà trông nó rất là đẹp mà chủ đi vẫn giữ gìn lắm. Đó, đi xem khoang nhìn thế nào. Đó, nhìn thấy xe trông khỏe. Mà hơn BMW là 3 series đời này là mà hồ sơ bây giờ vẫn còn hồ sơ là nhập khẩu. Một chiếc từ Đức, bây giờ hiện tại xe đời này thế này đã rất là ít gặp hiếm. Một chiếc sedan sang cỡ nhỏ của BMW 3 series mà chỉ đối thủ hơn Mercedes-Benz C-Class. Mà đầu trông rất là vuông, nó hầm hố, nó khỏe. Nó tinh tế, nó đẹp quyến rũ luôn. Đó, cái lớp tẩy nhiệt trông nhỏ nó vạch nhôm đen bóng rất là đẹp. Đó, cái đèn thường là pha cốt lấu tấp bật pha hai đèn bóng. Nó vuông trong rất là đẹp. Có đèn sương mù khiêu đủ sương mù, bật đèn sương mù này. Đó, đi vào toàn thân xe nó. Nhìn thân xe trông rất là nhỏ gọn, nó vừa phải. Mâm xe nó đa chấu là mình đã mình rất là bé. Nhỏ gọn, nó vừa phải luôn. Sườn logo BMW, sườn logo đèn này. Nhỏ gọn, nó vừa phải. Cái đuôi chắc là hở mố nó vậy, nó đẹp, quyến rũ nó. Hở mố nó thể thao hơn, nhìn trông trẻ hơn. Điệu thường phanh đủ sinh nhan diêm này. Vuông nó rất là đẹp. Ống xả. Đây là đôi ống, đúng một ống xả thôi. Với đèn bó phanh. Xe cứng. Cái dòng này ai mua để chơi cái gì, nếu cái 3 series thế E36 chỉ mua để sưu tập ngắm, sưu tập trong nhà đi uống cà phê cà pháo chủ yếu nhiều thôi. Mà còn BMW này cảm giác là mua để chơi, ai sưu tập chơi xe đời cũ như kiểu cổ điển, cái xe Đức nổi tiếng, ai sưu tập ngắm nghĩa để sưu tập. À, sưu tập để khám phá thôi. Chứ là hiện tại đây là dẫn động một cầu sau. Và chúng ta là nhỏ ạ. Như cái đầu đuôi nó rất là trông cổ điển. Ôi quầm trông cổ thôi. Để chúng ta vào khuôn nội thất xe. Về nội thất trông như kiểu sang trọng, nó đẳng cấp, nó đẳng cấp tiện nghi, sang trọng tiện lợi thông dụng hơn. Về nội thất sang trọng như là không thể xa hơn với những cái dòng 5 hay là 7 series. Chỉ dịch chút. Ghế nội thất dòng sang trọng luôn. Ghế là chỉnh cơ 1, 2. Ghế chỉnh cơ 6 hướng nó. Ở đây là đều chọn cơ chỉnh vuông của mọi điện hết này. Chọn cơ chỉnh vuông cùng mở bóng cơ nó. Với bệt đèn cơ gạt cơ tác. Đèn gầm tăng giảm. Đèn gầm trước sau. Đèn tăng giảm xin lệnh tốc độ. Ôi xe này à. Đó vừa vào. Vua đang bùn số, đang tròn vo. Không gác tí gì rồi nhờ. Hộp số sàn là kiểu chỉ ở 5 cấp thôi. Đều toàn cửa sổ kính đèo một chạm đều cơ. Cái đồng hồ trông giống như kiểu đồ cơ đó trông giống như kiểu xe VIP. Với các 4 vùng tự động sấy kính trước sau sấy ấm hết. Với đồ này. Ái xe này, hệ thống soát chống trượt. Ngăn chứa đồ để hết này. Đồ táp bi là nhựa, gương chống chói, đèn, soi chắn nắng. Cảm giác của lái BMW nó lái rất là đầm cứng, đầm chắc luôn. Rồi vô lăng chỉnh cơ là 4 hướng. Con này chở đồ hết này. Con này chở không biết là đồ, có một mà chở dòng này chở một túi khí loa thì năm loa một túi khí. Hù sợ, sang trọng như thế. Cái chân lộn nỉ như này. Cho kìa Alcantara giống như da lộn Alcantara luôn. Mà xe chủ xe đi giữ rồi lâu rồi. Gương chống chói. Đây xe hiện tại đang sửa dây cú loa. Táp bi toàn là da như này hết. Xe sang. Nói chung là cái nội thất ngồi trong không gian nó rộng như 5 series hay là 7 series.
À, xem hàng ghế sau thế nào. Chúng ta thử hàng ghế sau nào. Với hai cái hộp đồ để đồ hết rồi, cơ nó hạ tô cơ hàng ghế trước sau. Hiện đại với ngồi dòng 4 chỗ thôi. Con đang khai một chặng lên sử dụng trong như giống như kiểu giống như trên sẽ có như kiểu dây như thế ấy. Có nó hạ thắt đai phù hợp cho cao này, ngồi rất là rộng, không gian chật rộng bằng 5 hay là 7 cm hết. Con này học đồ, con này chả liên quan đó. Rồi để sách tài liệu này, con này thắt đai phù hợp cho cao người này, ngồi rất là thích. Nếu phiên bản M3 là khác đồ bầu tablo là có đồ tablo có logo M280 km/h này, vô lăng thể thao em này, cần số hộp số là em. Đấy, bản 320i là có cả số tự động và số tự động 4 cấp và số sàn 6 cấp. Đấy, chúng ta xem thử khoang cốp thế nào. Nó thật đa trong người. Bây giờ xem khoang cốp của nó đó. Cốp rộng. Mà con này chuyên chỉ chở đồ bao này để ít vali, không thể để nhiều đâu, cứ để luôn để chật. Và chỉ để trong mấy bao lô vali đi trong thành phố cắt tóc bằng hợp lý. Có giá có lốt su cua đồ nghề hết. Với nó khoai hình lít được 100 lít, từ lít được hơn 9 lít. Trên phiên bản M3 là có body ống xả thể thao. Body M3 này, body M3 này, body M3 này, body M3 này, các body này, mâm xe khác này, ống xả thể thao này, cái nước gió này, với có phiên bản dòng Coupe và mu trần. Về cái chiếc hồi xưa là đắt hơn gần 2 tỷ, bây giờ xuống giá hơn dưới hơn 200 triệu, trong cái giá rẻ quá hợp lý. Để xem khoang. Để xem khoang động cơ thế nào. Máy chỉ như thế thôi là 3.0 lít L6 6 xi lanh là hơn mã lực 150 mã lực mô xoắn cực đại 190 Nm, tốc độ tối đa 219 km/h, không trên 100 giờ mất phải 9.9 giây. Nếu M3 là công suất là 350 mã thì chỉ bản 3.0 hay là 3.2. Nhìn rất là thể thao. Mày xe sang rất là sơ trọng, có rửa kính trước. Mà cái xe phục vụ nhu cầu là chỉ để chơi thôi. Ai đấy sưu tập cái thích con này là phải hợp lý. Xe bây giờ 3 series ở Việt Nam chạy nhiều. BMW hiếm. Ai là đam mê chơi thể thao loại như thế thôi. Được khoanh đi đường 100 lít, thú lít đường 100 lít. Anh em chỉ ngắm uống cà phê cà pháo. Người sang trọng. Nói chung ai cũng được kiện này, tiền tiền là giá rẻ hợp lý. Giá rẻ chính là hợp lý. Mua để đi xa, mua để đi trong thành phố hàng ngày nhiều. M3 khác vành là có bản 316i, thấp nhất 110 mã là 325i hay là 328i là mã lực cao hơn. Nhưng mà Việt Nam chỉ ở chỗ mình 320i nhiều. Còn nước những người cắt bản thì nhiều hơn. Đó. Thì rất là hợp mố, khỏe. Và mình quay video đến đây thôi. Cảm ơn mọi người subscribe, đăng ký, like kênh YouTube của mình Nam Anh 02 nữa. Rồi nhìn rất là đẹp, cổ điển luôn.